Thưa quý vị, hiện nay Đà Nẵng có gần 700 đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch bằng xe ô tô, với hơn 3.760 xe ô tô được cấp phù hiệu vận chuyển du lịch, trong đó có hơn 550 xe ô tô trên 30 chỗ ngồi. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có số lượng xe lớn đáp ứng được nhu cầu phục vụ du khách trong các mùa du lịch cao điểm. Thời gian qua, Hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã tích cực đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động du lịch. Trong các dịp lễ Tết hay trong các hoạt động sự kiện của thành phố, các đơn vị vận chuyển du lịch đều thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải trong việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, có văn hóa ứng xử, tác phong phục vụ du khách chu đáo, văn minh và lịch sự, để mỗi chuyến vận chuyển là mỗi chuyến đi vui vẻ, an toàn. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mà Hội Vận chuyển Du lịch xe từ 16 chỗ trở lên có gắn camera, có thể nói là đi đầu trong cả nước trong vấn đề là áp dụng camera trên phương tiện vận tải du khách. Với nhiệm vụ ngày càng lớn hơn của Hiệp hội Du lịch thành phố trong việc nhanh chóng đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm du lịch không chỉ của cả nước mà cả Đông Nam Á, Hội Vận chuyển Du lịch đã góp phần trong việc tìm ra các giải pháp mới cho việc vận chuyển du khách với cách phục vụ đi vào lòng người, xây dựng thương hiệu riêng cho dịch vụ vận chuyển du lịch Đà Nẵng. Hội Vận chuyển đã xứng đáng là một trong những hội thành viên mà quan tâm đến việc là nâng cao cái chất lượng đầu xe, số lượng xe, chất lượng phục vụ của đội ngũ lái xe, để làm sao chúng ta xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng thông qua cái dịch vụ vận chuyển thông qua cái đội ngũ lái xe. Và có thể nói là trong suốt nhiều năm qua, trong nhiều năm qua, chúng ta đã ghi nhận cái sự đánh giá rất cao của du khách cả trong và ngoài nước đối với cái dịch vụ vận chuyển trên địa bàn thành phố. Chúng tôi rất là mong muốn Hội Vận chuyển Du lịch sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của mình trong cái hoạt động hội, cũng như là trong cái việc kết nối các cái doanh nghiệp vận chuyển du lịch để tạo điều kiện cho việc phát triển cái logistics về du lịch của thành phố nó được thuận lợi, an toàn và thân thiện với lại du khách khi tới thăm thành phố chúng ta. Có thể nói Hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển du lịch thành phố, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng an toàn, văn minh và thân thiện.